trong cái liên hệ thầy trò đó, nó cần phải có cái đức tin, là học phải học trò phải tin rằng những cái điều mà thầy dạy mình đó, thầy có thực tập. Tại vì nếu thầy đọc ở trong sách rồi thầy đem ra dạy mình đó, thì những cái điều dạy đó nó thuần túy lý thuyết. Tại vì vậy cho nên học trò phải tin rằng những cái điều mà thầy đem ra dạy mình đó, là thầy có thực tập rồi. Mà cái niềm tin này không phải là một cái niềm tin mù quáng. Tại vì trong cái truyền thống của chúng ta, mà chúng ta không có được tin, không có điều kiện, không có được tin mù quáng, chúng ta phải đem cái thông minh và cái kinh nghiệm của chúng ta ra để mà kiểm chứng cái niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta có một ít chánh niệm thì chúng ta sẽ biết rằng thầy có thực tập những cái điều thầy dạy hay không, mình có thể thấy được. Và vì vậy cho nên một trong những yếu tố của sự thành công là trong khi mình học mình phải có đức tin với thầy là thầy đã thực tập những điều thầy dạy. Nhưng mà trong cái liên hệ thầy trò, cái mặt kia nó cũng cần thiết, là thầy cũng phải có đức tin nơi học trò. Tức là thầy tin rằng những cái điều mà thầy trao truyền thì học trò mình có đem ra thực tập, chứ không phải là tiếp nhận như là một mớ lý thuyết để sau này đem dạy lại cho người khác. Nếu mà mình tiếp nhận những cái điều dạy dỗ bằng cái trí năng của mình cất chứa trong cái kho tàng tri thức của mình không có đem ra thực tập, mình chỉ đợi để gặp người khác rồi mình trao truyền lại những cái kiến thức lý thuyết đó, thì cái liên hệ thầy trò là một cái liên hệ không tốt. Có một nhà thanh niên ở tại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo rằng là hiện bây giờ có một số rất đông các thầy và các sư cô học Phật pháp và dạy Phật pháp, như là họ học toán lý hóa và giờ họ dạy toán lý hóa như là một cái nghề để làm ăn, tức là học và dồn cho nhiều cái kiến thức nhưng mà không có xài tới những cái kiến thức đó trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà chỉ tích tụ những kiến thức đó để đem ra mà dạy lại như là cái nghề mà thôi. Chúng con học Phật như là chúng con học toán lý hóa để đem ra dạy cho người ta luyện thi. Thì theo người sinh viên ở tại Sài Gòn đó, cái hiện tượng này là một cái hình thức của pháp nạn. Pháp nạn ở đây tức là pháp không có được thực tập, pháp chỉ được học hỏi như là một cái kiến thức để trao truyền. Và công việc này một cái máy cassette hay là một cái máy video có thể làm được rồi, chứ không cần phải là một người. Thành ra thầy rất muốn tin là những người theo học tại Lăng Hồng là những người có cái tâm trí muốn đem những cái điều mình học hỏi ra để thực tập vào trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là chỉ tới để tiếp nhận một mớ lý thuyết. Học trò tin vào thầy là một điều rất quan trọng, nhưng mà thầy tin vào học trò cũng là một điều rất là quan trọng, và cái điều này nó nuôi dưỡng các thầy lẫn trò. Xin đại chúng nhớ cho cái điều đó. Kỳ trước chúng ta có nói tới hơi thở ý thức, tức là hơi thở có chánh niệm,
Anapanasati như là một cái phương tiện, như là một cái cây cầu, nó nối liền giữa thân và tâm, và nó làm cho thân tâm trở nên một khối. Chúng ta có danh từ thân tâm nhất như. Thân tâm nhất như có thể dịch tiếng Pháp là l'unicité du corps et d'esprit. Nó có thể dịch tiếng Anh là the oneness of body and mind. Thân tâm là một khối. Cái khối đó mình gọi là danh sắc. Danh là tâm và sắc là thân. Danh sắc là một biểu hiện của thức, của a la da thức. Và vì vậy cho nên danh sắc nó nối liền với nhau, nó thành ra một cái hợp thể. Có cái này thì có cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Và khi mà chúng ta chia sẻ thêm thì chúng ta có năm uẩn. Năm uẩn cũng là danh sắc, nhưng mà chia sẻ ra một cách rõ ràng hơn chút nữa. Chúng ta biết rằng những cái gì nó xảy ra trong lĩnh vực của thân nó sẽ có ảnh hưởng tới tâm. Và những cái gì nó xảy ra trong lĩnh vực của tâm nó có ảnh hưởng tới thân. Vì vậy cho nên danh nó liên hệ tới sắc, sắc nó liên hệ tới danh một cách rất là mật thiết. Và nhiều khi chúng ta đổ tội cho một trong hai cái yếu tố đó. Khi mà chúng ta thực tập hơi thở có chánh niệm thì trước hết là chúng ta xúc tiếp với hơi thở của chúng ta bằng năng lượng của chánh niệm. Và xúc tiếp với hơi thở như vậy thì hơi thở trở nên nhẹ, trở nên điều hòa, trở nên êm dịu. Và hơi thở sẽ ảnh hưởng tới thân và tâm cùng một lúc, tại vì hơi thở nó là môi giới. Hơi thở là môi giới giữa thân và tâm. Cho nên nắm lấy hơi thở, người ta tiếp xúc được với thân và với tâm cùng một lúc. Và nếu chúng ta thực tập hơi thở có ý thức thì rất rất chóng chúng ta có thể đưa tới cái tình trạng thân tâm nhất như. Thân tâm nhất nhất như là một cái kết quả của sự tu học, một cái hoa trái của sự tu học mà chúng ta có thể đạt được trong thời gian 20 giây đồng hồ, nửa phút, 1 phút. Chúng ta không cần phải thực tập 10 năm, 20 năm mới đạt tới cái kết quả gọi là thân tâm nhất như. Chúng ta chỉ cần thở, hơi thở có ý thức cho nó vững chãi thì nội trong 20 giây, 40 giây, 60 giây là chúng ta có thể đạt tới cái quả, chứng được kết quả gọi là thân tâm nhất như. Tức là thân và tâm trở về thành một mối. Và cái kết quả hiển nhiên nhất là chúng ta có mặt bây giờ và ở đây. Sở dĩ chúng ta có mặt thật sự bây giờ và ở đây là tại vì thân và tâm đã trở thành một mối. Cho nên cái phép lạ thần thông gọi là thân tâm nhất như chúng ta phải thực hiện trong mỗi giây phút của đời sống chúng ta. Chúng ta đừng có để thân ở một nơi mà tâm ở một ngã. Chúng ta phải cho chúng nó đoàn tụ. Và trong cái hoàn cảnh đoàn tụ đó,
chúng ta có sự sống, chúng ta tiếp xúc được với sự sống. Chúng ta ai cũng biết thi sĩ Huy Cận. Huy Cận có lần đã làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Huy Cận sinh năm 1919 và năm 21 tuổi thì xuất bản tập thơ đầu của ông là Lữ Thiên. Đó là năm 1940. Huy Cận con của nhà Nho và đã được học trường nông nghiệp tại Hà Nội, và Huy Cận đã chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương rất sớm, văn học Tây phương rất sớm, và vì vậy cho nên cái quan niệm về thân và tâm của Huy Cận là một quan niệm đặc sệt Tây phương. Trong cái quan niệm đó, cái thân nó là cái chướng ngại vật cho cái tâm. Cái thân nó làm cho cái tâm bị tù túng, bị sa xuống thấp, làm như cái tâm của mình là thiên thần, còn cái thân là địa ngục. Và trong cái ý niệm đó thì người ta đổ lỗi hoàn toàn cho cái thân. Trong cái thân nó có những ham muốn, nó có những cái đam mê, nó có những cái nặng nề. Và vì vậy cho nên khi mà cái tâm của mình bị kẹt vào trong cái thân thì cái tâm của mình cũng sa xuống thấp. Và như vậy thì người ta có khuynh hướng đổ lỗi cho cái thân. Một trong những câu thơ mà Xuân Diệu viết trong bài trình bày ấy, là có lẽ đó là trong bài Thân Thể. Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp. Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp. Và trong cái câu thơ đó nó hàm chứa cái quan niệm rằng cái hồn vốn là nhẹ nhàng, vốn là thanh thoát, nhưng mà tại vì nó ở trong cái thân cho nên nó bị tù túng, nó bị ảnh hưởng của cái thân và nó sa xuống thấp. Và trong cái bài thơ gọi là Thân Thể thì Huy Cận có nói là sở dĩ con người mà làm ra nhiều tội lỗi và tạo ra bao nhiêu dòng lệ đắng là tại vì cái thân thể của họ. Tại vì Thiên Chúa đã tạo ra cái thân thể của con người như thế nào để cho con người bị kẹt vào trong đó, và linh hồn của con người bị đày đọa là tại vì cái thân thể đó. Huy Cận mới có 21 tuổi. Và trong khi sống những cái đam mê của mình, Huy Cận cảm thấy rằng cái thân thể mình nó rất là kỳ. Nó làm cho cái tâm hồn mình nó vẫn đục, nó nặng nề, nó tội lỗi. Xin thương lấy những mầm khô trứng dập, những thân teo xin thường để dung thương. Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Nếu Chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng trong sầu đen đã gãy cánh như dơi, nếu Chúa biết bao nhiêu là dòng lệ đắng chảy như sông không rửa sạch sầu đời, nếu Chúa biết bao nhiêu hồn ly tán vì đã nâng bình lửa áp lên môi, thì hẳn Chúa cũng thẹn thùng vì hối hận đã sinh ra thân thể của con người. Tức là thân thể con người nó có biết bao nhiêu là tội lỗi, và vì vậy cho nên cái tâm hồn của con người nó bị ảnh hưởng theo, nó bị sa xuống địa ngục. Như vậy là đổ lỗi cho thân thể.
Mấy câu đầu của bài thân thể nó như thế này: Hỡi Thượng Đế, người nhìn xem, người đã cho thân thể bình thịt xương để đựng chứa linh hồn. Tức là thân thể là một cái bình, là một cái container để mà chứa đựng cái linh hồn. Và đó là cái nguyên do của những đau khổ trong cuộc đời. Trong cái bài thơ gọi là trình bày, bài thơ đầu của tập Lữ Thiên, thì Xuân Diệu có nói rằng là nếu người mà không hiểu được người, nếu linh hồn mà không giao tiếp được với linh hồn, nếu bạn bè, đồng loại mà không hiểu nhau, không thương nhau được, là tại vì cái thân thể của họ. Thân thể là những cái ranh giới, nó chia ra, nó chia cái thế giới, nó chia cái vũ trụ ra thành những cái xứ cô đơn. Trong đó người ta không có thể thông cảm và tiếp xúc với nhau được, và lại đổ lỗi cho thân thể nữa. Từng bước lạnh teo, một mình lủi thủi. Tưởng tượng anh chàng thanh niên 21 tuổi đi một mình và cảm thấy rất cô đơn, không có ai hiểu mình và mình không hiểu ai. Từng bước lạnh teo, một mình lủi thủi, tin ngây thơ hồn sẽ hộ hiểu qua hồn. Niềm tin của thời thơ ấu là linh hồn này với linh hồn kia có thể hiểu nhau được, là tin thơ ngây hồn sẽ hiểu qua hồn. Nhưng mà thất vọng, tôi đâu biết thịt xương là sông núi chia biệt người thành từng xứ cô đơn. Đổ lỗi cho thân thể, tại vì thân thể cho nên người không hiểu được người, hồn không có thể tiếp xúc với hồn. Tôi đâu biết thịt xương là sông núi chia biệt người ra từng xứ cô đơn. Mới 21 tuổi thôi mà đã viết những cái câu rất là đau khổ. Đầu gối rã, tôi đứng chờ đã mệt. Tôi trông mong hai mắt tối đen rồi. Tôi đã khóc những đêm sầu đến chết thuở trần gian. Xin Thượng Đế thương tôi. Tuổi non dại, lòng tôi say mến bạn. Khi thanh xuân, tôi mỏi chạy theo tình. Nhưng cô độc đã thầm ghi trên trán, lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh. Tức là cảm giác bơ vơ, lạc loài khi mới sinh ra đã có rồi. Cái lỗi thì sẽ điểm vào mặt của cái mà thi sĩ nghĩ là nguyên do của nỗi khổ niềm đau, tức là cái thân thể của con người. Chính vì thân thể cho nên người ta bị cô đơn, tại vì thân thể là sông là núi tạo ra những cái biên giới giữa con người với con người. Khi mà chúng ta học về hợp thể ngũ uẩn thì chúng ta thấy rõ ràng là uẩn nào cũng quan trọng, và trong uẩn nào nó cũng có những cái phiền não. Không những trong sắc mà trong thọ, trong tưởng, trong hành và trong thức đều có những yếu tố tiêu cực và nó có thể gây ra những cái khổ đau. Khi cần nghĩ rằng cái thân nó đã làm đày đọa cái tâm. Nhưng mà thi sĩ không có biết rằng cái tâm nó cũng đòi đày đọa cái thân rất nhiều. Những cái nội kết, những cái khổ đau, những cái niềm đau nó ẩn giấu, nó nằm ngủ trong chiều sâu của tâm thức đó, nó đã đày đọa cái thân rất nhiều. Có những cái chứng bệnh mà nó có nguồn gốc từ tâm. Ăn không được, ngủ không được, gầy, ốm, bạc nhược. Tất cả những cái đó đều có thể có nguồn gốc từ tâm. Và vì vậy cho nên lên tiếng để mà buộc tội cái thân, đó là một điều tội nghiệp.
cái mầm khổ đau nó có mặt. Trong cả năm lĩnh vực gọi là ngũ uẩn, hạt giống của khổ đau nó nằm ở trong thân, có điều đó là đúng, nhưng hạt giống khổ đau nó nằm sẵn ở trong thọ, trong cảm thọ, trong tri giác, trong tâm hành và trong nhận thức. Chúng ta phải thấy điều đó và chúng ta phải học cái phương pháp chăm sóc năm uẩn của chúng ta. Thì cái phương pháp thực tập mà chúng ta theo dõi ở đây nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là nuôi dưỡng và phần thứ hai là trị liệu. Nuôi dưỡng là tại vì chúng ta cần những cái chất liệu bổ dưỡng cho sắc, cho thọ, cho tưởng, cho hành và cho thức. Và chúng ta biết rằng khi Bụt nói tới bốn loại thực phẩm gọi là tứ thực thì Ngài cũng nói tới sự nuôi dưỡng. Nếu chúng ta không có biết chọn lựa các thực phẩm cho năm uẩn của chúng ta thì chúng ta không có thực tập gì cả. Xúc chẳng hạn là một cái loại thực phẩm gọi là xúc thực. Tới trước xúc thực là đoàn thực. Đoàn thực là những thức ăn chúng ta đưa vào miệng. Rồi thứ hai là xúc thực, tức là những cái gì chúng ta tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta tiếp xúc bằng sáu căn, sáu trần. Và chúng ta còn tiếp xúc với cái thức A-lại-da của chúng ta nữa. Tại thức A-lại-da cũng làm công việc tiếp xúc. Năm cái tâm sở biến hành nó tương ứng với thức A-lại-da và với bảy thức khác. Và vì vậy cho nên nó gọi là biến hành universal. Và khi mà chúng ta nói tới cái thực phẩm thứ ba gọi là, thứ tư gọi là thức thực á, thì chúng ta nói tới A-lại-da nữa. Tại vì A-lại-da cũng ăn và chúng ta nuôi cái thức A-lại-da của chúng ta như thế nào, chúng ta có chọn lựa thực phẩm hay không, chúng ta có chánh niệm trong khi chọn lựa những thực phẩm cho thức A-lại-da hay không. Và cố nhiên là có loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là cái ước muốn, cái ý chí, cái thao thức trong đời sống hàng ngày của mình. Mình muốn thực hiện cái gì, mình ôm ấp một cái hoài bão nào, hoài vọng nào, cái đó gọi là tư niệm thực. Và tư niệm thực nó cũng có những thứ rất là độc hại. Bồ đề tâm là một tư niệm thực rất lành mạnh, rất hùng vị mà người tu phải nuôi dưỡng cho thân tâm mình mỗi ngày. Quý vị ôn lại cái giáo lý về tứ thực, tức là bốn loại thực phẩm: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Vậy thì năm uẩn của chúng ta uẩn nào cũng cần đến thực phẩm cả. Thực phẩm để được nuôi dưỡng và thực phẩm để được trị liệu. Tại vì chúng ta có những vết thương
trong năm ổn. Thân thể của chúng ta có những vết thương, người nhiều, người ít, nhưng mà thân thể chúng ta có những cái vết thương và chúng ta phải học phương pháp trị thương. Uẩn thứ hai là cảm thọ. Trong cái lĩnh vực có cảm thọ, chúng ta cũng có những vết thương, có khi có những vết thương rất nặng mà chúng ta không có dám sờ mó tới. Những cái niềm đau rất lớn nó nằm ở trong cái tâm thức của chúng ta, những cái nỗi khổ niềm đau rất lớn. Và nếu chúng ta thương chúng ta, nếu chúng ta thực tập từ bi quán, thì chúng ta phải biết nuôi dưỡng và trị liệu những cái vết thương cảm thọ của chúng ta. Uẩn thứ ba là tưởng, tức là tri giác. Trong cái lĩnh vực tri giác thì chúng ta cũng có những cái vết thương. Chúng ta đã nuôi dưỡng tri giác của chúng ta bằng rất nhiều ảo vọng, ảo tưởng. Và đứng trên cái miếng đất của tri giác đó, thì chúng ta có thương tích rất nhiều. Những cái vô minh, những cái hiểu lầm, những cái thành kiến đều là những cái vết thương lớn trong phạm vi tri giác. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phải chữa trị những vết thương đó. Nuôi dưỡng tri giác và chữa trị những vết thương của tri giác. Đi sang cái lĩnh vực thứ tư là lĩnh vực hành, tức là tâm hành. Chúng ta biết rằng có 51 loại tâm hành. Và 51 loại tâm hành đó, nó cũng cần thực phẩm lành mạnh. Nó cũng cần có sự trị liệu. Và cuối cùng đi sang lĩnh vực của thức, chúng ta biết rằng thức của chúng ta cần sự nuôi dưỡng và cần sự trị liệu. Nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng bằng phương pháp nào và trị liệu bằng phương pháp nào? Những cái phương pháp mà Bụt đưa ra nó rất cụ thể. Những phương pháp mà Thầy truyền lại nó rất cụ thể. Cái vấn đề được đặt ra cho chúng ta là chúng ta có áp dụng, chúng ta có thực hành những phương pháp đó trong đời sống hàng ngày hay không, để nuôi dưỡng và để trị thương. Trong các tôn giáo, người ta đặt nặng vấn đề đức tin. Đức tin ở nơi một cái thế lực siêu nhiên. Chúng ta tin rằng có những cái thế lực siêu nhiên có thể bảo vệ chúng ta, có thể nuôi dưỡng chúng ta, có thể trị liệu cho chúng ta. Nếu chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta biết rằng chúng ta không cần gọi những cái thế lực kia là những thế lực siêu nhiên. Trong ta và xung quanh ta, nó có những cái nguồn năng lượng có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Và nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có thể tiếp thu được những cái nguồn năng lượng có tính cách trị liệu đó. Ví dụ như không khí trong lành, chúng ta có thể trị liệu những vết thương của thân và của tâm bằng không khí trong lành. Không khí trong lành không phải là một cái thế lực siêu nhiên, lực lượng siêu nhiên gì cả. Không khí trong lành có khắp nơi, nhưng mà để tiếp nhận cái không khí trong lành, chúng ta phải có những cái phương pháp. Chúng ta phải mở cửa sổ, chúng ta phải đi thiền hành, chúng ta phải biết cách thở,
Tại nếu chúng ta không có biết mở cửa sổ, chúng ta không biết cách đi thiền hành, chúng ta không có biết thở, thì chúng ta không có thể lợi dụng được, lợi dụng theo nghĩa tốt cái nguồn năng lượng trị liệu gọi là không khí trong lành đó. Ánh nắng mặt trời là một cái năng lượng trị liệu và nuôi dưỡng. Chúng ta biết rằng có thật, chúng ta không cần phải có một niềm tin có tính cách vô điều kiện. Tại vì kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng là không khí trong lành với ánh nắng mặt trời là những cái nó có thật. Nhưng mà chúng ta có sử dụng được ánh sáng mặt trời và không khí trong lành hay không? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã có thể dùng những cái thứ đó để nuôi dưỡng thân và tâm của chúng ta hay không? Chúng ta biết rằng trong thân thể của chúng ta nó cũng có cái khả năng trị liệu. Khi mà chúng ta lỡ tay cắt nhầm vào da thịt chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái cơ thể của chúng ta nó có một cái cơ chế tự vệ, nó có cái cơ chế trị liệu. Nếu chúng ta rửa cho sạch cái vết thương và chúng ta băng bó lại, thì tự nhiên cái vết thương đó nó tự động nó lành. Cơ thể của chúng ta biết cách tự trị liệu, tự làm lành vết thương. Nhưng mà chúng ta phải giúp cơ thể ta. Nếu chúng ta để vết thương đó nó hở ra, để những cái vi khuẩn nó đi vào, thì chúng ta không có cho cơ thể chúng ta một cái cơ hội để trị thương cho chính nó. Bởi vì vậy cho nên sự thực tập trong trường hợp có vết thương là phải rửa vết thương cho sạch và băng nó lại. Ít nhất là chúng ta phải làm được công việc đó. Nếu có những cái thương tích nó xảy ra trong thân của chúng ta và trong tâm của chúng ta, thì chúng ta phải làm một cái những cái điều tối thiểu và chúng ta giao phó cho cái thân và cái tâm của chúng ta cái công việc tự trị liệu lấy. Tại vì thiên nhiên nó có mặt ở trong ta và thiên nhiên nó có khuynh hướng trị liệu, có khả năng trị liệu. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Những cái nỗi khổ, niềm đau của chúng ta, tâm của chúng ta nó biết cách trị liệu. Những cái niềm khổ đau mà lúc đầu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có chịu đựng nổi, chúng ta sẽ phải chết về nó. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó biết cách, nó biết cách, nó chuyển hóa từ từ. Và 5 ngày sau, 10 ngày sau, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể sống được, đứng về phương diện tâm lý. Tâm của chúng ta nó biết cách trị liệu, nhưng mà chúng ta có cho phép cái tâm của chúng ta làm công việc trị liệu đó hay không? Hay là chúng ta can thiệp vào một cách ngu dại để cho cái tâm của chúng ta không có thể trị liệu được những niềm đau của chúng ta, để cho cái thân của chúng ta không trị liệu được những niềm đau của chúng ta. Cái bao tử, cái ruột, cái gan của chúng ta cũng vậy. Nó trong nội bộ của những cái cơ thể đó, nó có cái khả năng, cái khuynh hướng tự nhiên của sự trị liệu. Nhưng mà chúng ta phải giúp nó. Chúng ta phải để cho nó có cái cơ hội tự trị liệu nó. Nếu chúng ta ăn, chúng ta uống, nếu chúng ta hành xử một cách không có trí tuệ, tức là chúng ta ngăn cản cái con đường trị liệu của chính thân và tâm của chúng ta. Mấy cái đó chúng ta phải học và chúng ta phải làm. Nó thuộc về phạm vi hành trì. Giới luật cũng là để giúp cho sự trị liệu. Một vết thương mà chúng ta không có để yên nó, chúng ta cứ quào cấu nó, thì không bao giờ nó có thể lành được. Vết thương và thân thể cũng vậy, mà vết thương về tâm hồn cũng vậy. Và chúng ta phải học để thương lấy cái thân của chúng ta. Chúng ta phải học để thương lấy cái tâm của chúng ta, cái danh và cái sắc của chúng ta. Nếu chúng ta không thương được thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta đừng có nói tới từ bi là thương, thương xót những cái loài khác, những cái người khác.
Trong quá khứ có thể là chúng ta đã có cái thói quen, cái khuynh hướng là làm đày đọa cái thân và cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta tu tập chánh niệm để thấy ra được rằng chúng ta có cái thói quen, có khuynh hướng đày đọa cái thân và cái tâm. Có những cái điều mà chúng ta thường cho là tốt, nhưng mà chưa chắc nó đã là tốt. Ví dụ như chúng ta bận rộn suốt ngày, thế hai tay mà rảnh rỗi một cái là đi kiếm cái gì để làm liền lập tức. Và nếu mà không làm cái gì thì có mặc cảm là mình làm biếng. Làm suốt ngày, làm việc suốt ngày, đã được nhiều thế hệ tổ tiên cho là một cái đức tốt. Người ta đi cưới một cô gái về cho con, người ta phải dò xét xem cô gái đó có làm việc suốt ngày không. Nếu cô gái đó làm việc suốt ngày không hở tay, người ta cho đó là một cái điểm tích cực. Người ta không có đặt câu hỏi là cô gái đó có biết để thì giờ ra để nhìn trời xanh mây trắng mỉm cười hay không. Người ta không có nghĩ tới những điều đó. Người ta chỉ muốn biết cô gái đó làm được bao nhiêu việc trong một ngày. Đó, cái bảng giá trị nhiều đời là nó như vậy. Cô gái đó có khả năng bước từng cái bước chân thảnh thơi. Cô gái đó có sự tươi mát, có khả năng chữa trị và hòa giải những người trong gia đình hay không. Người ta không đặt những câu hỏi như vậy. Người ta chỉ đặt câu hỏi là cô gái đó làm việc được nhiều hay không mà thôi. Dưới cái ảnh hưởng đó, chúng ta được huấn luyện và chúng ta đày đọa cái thân của chúng ta. Chúng ta không có cho cái thân của chúng ta có những cái giây phút nghỉ ngơi, những cái giây phút thoải mái để cái thân của chúng ta có thể lấy lại được cái sự quân bình, lấy lại cái sự thoải mái và mạnh khỏe của nó. Trong những cái phép tu của chúng ta, có những phép tu như là thiền hành, thiền tọa hay là thiền nằm. Những cái phép tu đó bắt buộc chúng ta phải dừng lại, phải dừng lại một cách hoàn toàn. Trong khi đi thiền hành, tuy rằng mình đi nhưng mà mình không đi. Tuy rằng mình đang đi nhưng mà mình đã dừng lại rồi. Trong khi ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền không phải là một cái sự chạy đua để đạt tới một cái mục đích gọi là giác ngộ. Hãy tưởng tượng mọi người ngồi xuống, rồi bây giờ mình bắn một phát súng, và tất cả những người đang ngồi thiền chạy đua để người nào đạt tới cái quả vị giác ngộ sớm thì người đó đắc quả. Ngồi thiền không phải là như vậy. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, ngồi xuống rồi, mỗi người an trú trên cái gối của mình rồi mà có ba tiếng chuông, thì ba tiếng chuông đó không phải là phát súng, không phải là phát súng để chúng ta chạy đua đạt tới giác ngộ, người nào sớm thì tranh giải, thì chiếm giải. Mà ba tiếng chuông đó là để có mục đích nói rằng là không có chạy đi đâu hết, chúng ta bây giờ ngưng lại, phải dừng lại. Dừng lại trong ngồi thiền là dừng lại, đi thiền hành cũng là dừng lại, mà thiền nằm cũng là dừng lại, ăn cơm im lặng cũng là dừng lại. Cái đó danh từ chuyên môn gọi là chỉ. Chỉ có nghĩa là stop. Mà nếu chúng ta không có chỉ được á, thì đừng có nói là chúng ta tu. Chúng ta phải dừng lại cái sự chạy đua. Ngày xưa khi Bụt còn tại thế thì có một anh chàng tướng cướp nổi tiếng vô cùng tên là Angulimala. Anh ta giết hàng trăm người. Nhưng mà anh ta còn sáng hôm đó anh ta nghĩ rằng là anh ta sẽ giết được Bụt.
là người nào mà gặp anh ta là sợ hãi, cuống chân cuống cẳng, không có thể chạy được nữa. Nhưng mà Bụt rất là bình thản, Bụt biết Angulimala đang đi sau lưng, nhưng mà Bụt đi rất thảnh thơi. Angulimala rất ngạc nhiên, nói rằng người nào nghe tiếng mình cũng sợ, mà cái ông thầy tu này, ông chẳng có vẻ là sợ gì cả, ông không coi mình có cái lô nào cả. Thì Angulimala mới nói lên: ông thầy tu, dừng lại. Bụt cũng cứ thong thả thảnh thơi đi. Angulimala động từ ái, là lần đầu tiên trong đời có một người không coi mình có cái lô nào cả. Angulimala mới tức quá, mới chạy, chạy mau. Và đến khi mà đi ngang qua, đi 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 ngang hàng với Bụt rồi, thì Angulimala nói: ông thầy tu, tôi nói ông dừng lại, tại sao ông không dừng? Hơi tức, Bụt nói: Angulimala, tôi dừng lại lâu rồi, chỉ có anh mới chưa dừng lại thôi. Cái câu nói đó làm cho Angulimala khó hiểu. Ông đang đi mà ông nói ông dừng lại rồi. Thế nên nhờ cái sự tò mò đó, Angulimala mới hỏi: ông thầy tu, ông đang đi mà tại sao ông nói ông dừng lại rồi? Thì Bụt mới nhân cơ hội đó, Bụt nói: thế nào là sự dừng lại? Mà dừng lại ở đây tức là stopping, tức là chỉ không có chạy. Thì cái đời của người tu hành trước tiên là phải thực hiện được cái chỉ, là không chạy nữa, không chạy theo một cái dự án nào nữa cả, dầu là dự án làm chùa hay thành lập hội Phật giáo. Mà nếu cái sự dừng lại đó mà chưa thực hiện thì chưa có thể làm ăn gì được cả trong cái sự thực tập của mình. Phải dừng lại, và vì vậy cho nên ăn cơm là một cơ hội để dừng lại. Nếu trong khi ăn mà mình nhai những cái dự án của mình thì mình ăn rất là uổng cơm, ăn cơm chùa rất là uổng. Và không có xứng đáng để tiếp nhận thực phẩm này. Trong khi ăn là phải dừng lại. Cái đó nó có dính líu đến cái pháp môn vô đắc, tức là không có đi tìm cái gì nữa cả, không có chạy. Cái đó nó dính với cái mà mình gọi là vô nguyện hay là vô tác. Vô nguyện hay là vô tác, tiếng Phạn là apranihita, nó có nghĩa là không có đặt phía trước mình một cái đối tượng để chạy theo. Apranihita là như vậy. Mà tiếng Anh mình dịch là wishlessness hay là aimlessness. Rất là mầu nhiệm. Mình thấy tất cả đều mầu nhiệm, đều đầy đủ, không có cần chạy đi đâu nữa cả. Vô tác hay là vô nguyện là một trong ba cái gọi là tam giải thoát môn. Vậy thì trong mỗi cái giây phút của sự thực tập á, là mình phải biết dừng lại, dừng lại để trị thương cho thân và cho tâm. Đây là một bài tập mà tôi thường hiến cho những cái thính chúng người Tây phương trong những cái buổi diễn thuyết. Mà bài tập này là bài tập dừng lại và dùng cái năng lượng của chánh niệm để mà tiếp xúc với cái thân của mình, với cái tâm của mình. Tôi đang thở vào. Và để ý tới trái tim của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với trái tim của tôi. Thì trong khi mà mình thực tập như vậy, mình
tạo tác ra cái năng lượng của chánh niệm trong bàn tay của mình, trong con người của mình. Và chính cái bàn tay chánh niệm đó, cái nguồn năng lượng chánh niệm đó, nó tới, nó tiếp xúc với trái tim. Và trong lúc đó mình thấy rất rõ là mình có một trái tim. Mình công nhận trái tim mình đang có mặt, và mình đang trở về với trái tim của mình để đem tới cho nó cái niềm ưu ái, cái sự chú ý của mình. Tại vì tất cả chúng ta đều có một trái tim, nhưng mà có thể chúng ta chưa bao giờ tỏ cái niềm ưu ái thực sự của chúng ta với trái tim ta. Chỉ trừ khi nào tim bắt đầu có chứng rồi mới đi bác sĩ. Trái tim của chúng ta nó làm việc suốt ngày suốt đêm không dừng nghỉ. Những cái bộ phận khác trong cơ thể nó có thể dừng nghỉ, nó có thể đi ngủ, nhưng mà trái tim của chúng ta nó làm việc 24 giờ đồng hồ liên tiếp để bơm máu và nuôi dưỡng tất cả những cái tế bào của cơ thể của chúng ta. Chúng ta biết rằng nếu nó ngưng thì chúng ta chết. Bởi vì vậy cho nên trái tim của chúng ta là một cái liên minh của chúng ta, một người bạn đồng hành của chúng ta, một tri kỷ của chúng ta, một ân nhân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể là đã 30 năm rồi hay 50 năm rồi chưa bao giờ để ý tới nó, chưa bao giờ đem cái chánh niệm, đem cái lòng ưu ái tới để mà tiếp xúc với nó. Thành ra bài tập này là một bài tập sơ đẳng. Đưa bàn tay ra, xin đại chúng làm, tôi đang thở vào và tiếp xúc với trái tim của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với trái tim của tôi. Thiền là một cái gì rất là cụ thể. Trong khi mình thở vào, trong suốt cái thời gian của hơi thở vào, thì mình dùng chánh niệm để mà tiếp xúc với trái tim. Mình nói rằng là tôi đang thở vào và tôi đang tiếp xúc với trái tim của tôi. Công nhận sự có mặt của trái tim. Đó là tình thương. Đó là tình thương đích thực. Tình thương đích thực trước hết là sự công nhận có mặt của người mình thương, của cái mà mình thương. Còn nếu mà mình quên lãng, mình coi như người kia không có mặt, thì cái đó đâu gọi là thương. Tuần trước tôi đã có nói rõ rằng chánh niệm là cái năng lượng nó làm cho mình có mặt trước hết. Và khi mình có mặt rồi á, thì mình công nhận sự có mặt của kẻ kia. Kẻ kia có thể là trời xanh mây trắng, kẻ kia có thể là thầy, là bạn, kẻ kia có thể là trái tim của mình. Và mình thực sự tiếp xúc với trái tim. Tại vì tất cả con người của mình, năm uẩn của mình trở về với trái tim của mình. Và khi mà tôi thở ra, thì tôi nói tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với trái tim. Cái mỉm cười này là tình thương yêu, là lòng ưu ái của mình đối với trái tim của mình. Và nếu mình làm giỏi thì không phải chỉ cái môi mình nó mỉm cười với trái tim của mình, mà tất cả những tế bào trong cơ thể của mình đều quay trở lại nhìn trái tim và mỉm cười hết. Đó là tùy thuộc vào cái chiều cao của định lực của quý vị. Ban đầu có thể là chỉ có đôi môi nó cười với trái tim thôi, nhưng mà cái đó đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu mà mình thật sự có mặt, nếu cái tinh lực
của chánh niệm mà ràng rụa, mà đầy dẫy, thì tất cả tám thức của mình, tất cả các tâm sở của mình, tất cả các tế bào trong cơ thể của mình đều hướng về trái tim và mỉm cười với trái tim. Và như vậy thì mình đem tới sự trị liệu cho trái tim của mình. Có thể trong cái giây phút đầu tiên mình trở về trái tim và mình tiếp xúc với trái tim, thì trái tim nó đã thay đổi. Nó nói, dữ không, mấy mươi năm nay bây giờ mới để ý tới tôi. Mà sự thật là như vậy. Chúng ta sống trong quên lãng. Mấy chục năm nay chúng ta sống trong quên lãng. Chúng ta vào, ra, lên, xuống, lợi, danh. Chúng ta lo chuyện này, chúng ta lo chuyện kia. Chúng ta lo cho 10 loại chúng sanh, nhưng mà chúng ta không có lo cho trái tim của chính chúng ta. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thức, chúng ta làm việc. Như thế nào mà trái tim của chúng ta càng ngày càng mệt, thở không nổi? Khi mà tôi trở về, tôi tiếp xúc với trái tim tôi một cách sâu sắc và tôi mỉm cười với trái tim tôi một cách sâu sắc, thì trái tim tôi bắt đầu tiếp nhận được cái năng lượng, cái tinh lực của chánh niệm, và trái tim tôi nó cảm thấy được an ủi liền lập tức. Chuyện này nó rất khoa học. Quý vị cứ tưởng tượng đi, cứ nghĩ đi, người sư chị của mình, người sư anh của mình, người sư em của mình tới ngồi bên mình và chú ý tới mình, thì mình đã thấy khác. Nếu người đó ngồi bên mình mà nghĩ chuyện khác thì mình không cảm thấy có sự thay đổi nào cả. Nhưng mà nếu người đó tới ngồi bên mình và chú ý tới mình và biết mình đang có mặt, thì dầu người đó im lặng không nói gì, đã có một sự thay đổi trong con người của mình rồi. Mình có cảm tưởng là mình được chú ý, được thương, được chăm sóc. Trái tim nó cũng như vậy. Trái tim là một sinh vật chứ không phải là một vật vô tri. Và khi mà mình trở về với trái tim bằng cái tinh lực của chánh niệm, mà chánh niệm nó luôn luôn nó mang theo sự hiểu biết và sự thương yêu trong đó, thì trái tim nó bắt đầu nó tiếp nhận cái sự an ủi. Nó cảm thấy thoải mái hơn. Hơn lên lập tức. Và nếu mỗi ngày chúng ta đều thực tập tiếp xúc với trái tim và mỉm cười với trái tim như vậy, chúng ta sẽ biết rằng trái tim ta cần gì và không cần gì. Nếu một người hút thuốc thì sẽ thấy được rằng mỗi cái hành động hút thuốc là một hành động không thân hữu đối với trái tim. Nếu người đó là người uống rượu thì người đó sẽ có cái tuệ giác là uống rượu là một hành động thù nghịch đối với trái tim. Và chúng ta biết rất rõ là những cái loại thực phẩm nào làm hại cho trái tim. Thực phẩm đây là bốn loại thực phẩm, chứ không phải là chỉ có thực phẩm. Thứ nhất gọi là đoạn thực thôi. Những cái niềm lo lắng nào, những cái niềm sợ hãi nào nó làm hại trái tim. Đôi khi chúng ta biết rằng cái niềm lo đó, cái sự sợ hãi đó nó làm hại cho trái tim, nhưng mà chúng ta không có biết làm thế nào để cho đừng lo và đừng sợ. Và muốn để cho đừng lo, để cho đừng sợ thì có những phương pháp mà Bụt đã dạy. Nếu chúng ta thực tập được theo lời Bụt dạy và làm cho cái niềm lo đó nó bớt đi, niềm sợ đó bớt đi, tức là chúng ta giúp cho trái tim của chúng ta. Và chỉ cần thực tập tiếp xúc với trái tim và mỉm cười với trái tim như vậy là chúng ta có thể trị thương được cái trái tim của chúng ta. Điều này nó đúng với tất cả những cái bộ phận khác của cơ thể.
Nếu chúng ta có cái tumor ở trong đầu, nếu chúng ta có một cục hạch, ở trong cơ thể, chúng ta phải biết rằng đó là kết quả của cái nếp sống của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta đã sống không chánh niệm, chúng ta đã không có giúp thân và tâm của chúng ta đã đày đọa cái thân và cái tâm của chúng ta, đày đọa nhân danh là chánh pháp, đày đọa nhân danh công việc, đày đọa nhân danh tình thương. Chúng ta có thể làm chùa, chúng ta có thể lập hội, chúng ta có thể làm ruộng, chúng ta có thể giúp người nghèo. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta đày đọa cái thân và cái tâm của chúng ta. Và do đó cho nên giác ngộ trước hết là giác ngộ rằng trong quá khứ chúng ta đã không thực tập chánh niệm, chúng ta đã không săn sóc cái thân và cái tâm của chúng ta đã không có bao giờ có cơ hội dừng lại để mà trị thương cho thân và cho tâm. Chúng ta nên biết rằng thiền hành, những cái phương pháp như là thiền hành, nó rất là mầu nhiệm. Bước từng bước chân thảnh thơi, không chạy, ngừng lại một cách hoàn toàn, bước những bước chân thảnh thơi, tiếp xúc với không khí trong lành, tiếp xúc với đại địa, tiếp xúc với những cái yếu tố có tính cách lành mạnh, tươi mát bên ngoài và bên trong chúng ta. Nó đem tới cái sự thư giãn và thoải mái trong cơ thể và trong tâm hồn của chúng ta. Đó là thuốc quý. Trong khi ăn cơm cũng vậy, trong khi ngồi thiền cũng vậy, trong khi uống trà cũng vậy, trong khi chùi nồi hay nấu cơm cũng vậy. Chúng ta có thể thực tập làm những cái việc đó một cách rất là thoải mái. Chúng ta thực tập sự dừng lại một cách hoàn toàn. Tôi đang thở vào và tôi đang tiếp xúc với hai mắt. Hai mắt quý vị có mỏi không? Tôi đang thở ra và tôi đang cười với hai mắt. Khi mà ta thắp sáng chánh niệm, chúng ta dùng cái ánh sáng, cái năng lượng chánh niệm để mà xúc tiếp với hai mắt của chúng ta. Chúng ta cụ thể hóa thêm bằng cách là bỏ chánh niệm trong những ngón tay và lấy ngón tay rờ hai con mắt. Chúng ta thực tập thương yêu, chúng ta thực tập công nhận sự có mặt của hai con mắt và chúng ta mỉm cười với hai con mắt. Mỉm cười bằng môi, nhưng mà cũng mỉm cười bằng trái tim. Trái tim bây giờ nó mỉm cười với con mắt. Tất cả những tế bào trong cơ thể đều mỉm cười với hai mắt. Và trong cái niệm đó, chúng ta có định. Tại vì trong suốt cái thời gian thở vào là chúng ta định trên hai con mắt. Trong khi thở ra thì chúng ta cũng lấy hai con mắt làm đối tượng của cái định của chúng ta. Và hễ có định thì có tuệ. Cái tuệ này là cái tuệ gì? Cái tuệ này nó đơn giản, nó nói rằng có hai con mắt là một điều rất là mầu nhiệm. Hai con mắt là hai viên ngọc. Chỉ có những người mù họ mới thấy được cái điều đó rõ ràng mà thôi. Còn chúng ta là những người có mắt thì chúng ta không thấy điều đó. Rất là lạ, không có mắt thì thấy, mà có mắt thì không thấy. Có hai con mắt là một cái phép lạ rất là mầu.
Chúng ta nếu có chánh niệm, có ý thức thì với hai con mắt thôi chúng ta đã có thể có rất nhiều hạnh phúc rồi. Chúng ta chỉ cần ngồi trên bãi cỏ xanh, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn hoa, nhìn lá, nhìn nắng ban mai, những cái hình ảnh đó, những cái màu sắc đó nó đẹp vô cùng. Hôm trước tôi có nói tới nhìn vạn vật như là mình nhìn lần đầu hay nhìn vạn vật như là mình nhìn lần chót. Nhìn lần đầu thì bỡ ngỡ, nhìn lần chót thì trân quý. Và chỉ cần mở hai con mắt ra và nhìn với chánh niệm thôi thì thấy chỗ ta ngồi đích thực là một cái pháp giới màu nhiệm. Tại vì chúng ta đã dừng lại được rồi. Chúng ta không cần phải về Mỹ mới có thể thấy được cái điều đó. Chúng ta không cần phải về Hà Nội mới thấy được nắng vàng là đẹp, hay là nước có hồ là trong. Chúng ta dừng ngay tại đây, ngay bây giờ. Và với chánh niệm chúng ta mở hai mắt thì chúng ta thấy được trời xanh, mây trắng. Chúng ta thấy được liễu lục, hoa hồng. Và hạnh phúc là đây, cực lạc là đây, pháp giới màu nhiệm là đây. Và nếu chúng ta làm được chuyện đó thì trái tim của chúng ta được nuôi dưỡng, hai mắt của chúng ta được nuôi dưỡng, toàn cơ thể của chúng ta được nuôi dưỡng. Nếu chúng ta không làm như vậy thì những cái cục đau khổ, những cái khối đau khổ trong thân và trong tâm của chúng ta nó vẫn còn y nguyên. Và phương pháp là một phương pháp thực tập rất dễ chịu. Bụt đã nói rằng pháp của ta dễ chịu trong khi thực tập và dễ chịu sau khi thực tập, chứ không phải là ngày nay khó nhọc có ngày nên công, ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng. Không, ngày nay cơm vàng, ngày nay hạnh phúc. Giáo giáo pháp của ta hạnh phúc trong khi thực tập, chứ không phải là thực tập rồi thì mới có hạnh phúc. Khi chúng ta tiếp xúc với gan của chúng ta thì chúng ta cũng tiếp xúc như vậy. Tôi đang thở vào và có ý thức về lá gan của tôi, lá gan phập phồng. Tôi đang thở ra và mỉm cười với lá gan của tôi. Có nhiều người không biết lá gan của mình nó nằm ở đâu trong cơ thể. My darling, you are somewhere there. Thương mà không biết người đó ở đâu đâu được. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với lá gan của tôi, công nhận cái sự có mặt của lá gan của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với lá gan của tôi. Chúng ta nên biết là chúng ta đã từng đày đọa lá gan của chúng ta rất nhiều. Chúng ta đày đọa lá gan của chúng ta bằng cách chúng ta ăn, chúng ta uống, bằng những cái đoàn thực của chúng ta, rồi bằng những cái xúc thực của chúng ta nữa. Ai làm khổ ta? Ta làm khổ ta. Có thể là lá gan của quý vị đã từ lâu liên tiếp gửi cho quý vị một cái thông điệp SOS, SOS, stop, stop. Nhưng mà chúng ta bận việc quá chừng, chúng ta không có tiếp nhận được cái thông điệp cấp tốc của lá gan. Chúng ta nhỡn nhơ.
Có thể lá gan của chúng ta đang đi vào một cái giai đoạn khó khăn, mà nếu chúng ta không dừng lại kịp để nuôi dưỡng và trị liệu, thì các lá gan của chúng ta sẽ đem tới cái sự phá tán của toàn cơ thể. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó đưa chúng ta trở về làm quen, hòa giải với lá gan của chúng ta. Trước hết là một nụ cười hòa giải. Tôi đang thở ra và mỉm cười với lá gan của tôi. Chúng ta phải học để biết được lá gan của chúng ta nó nằm ở đâu. Cái phần sự của lá gan của chúng ta là gì trong cơ thể. Chúng ta phải hiểu lá gan. Tại vì trong đạo Phật nói hiểu thì mới thương. Cái từ bi nó là hoa trái của trí tuệ. Nếu không hiểu thấu được những cái khổ đau, những cái khó khăn của người kia, những cái ước vọng của người kia, thì càng thương người kia càng khổ. Vì vậy cho nên trong đạo Phật, cái thương nó được làm bằng cái hiểu, mà cái hiểu là kết quả của sự nhìn kỹ, tức là thiền quán. Thiền quán tức là nhìn kỹ để thấy và để hiểu. Mà hiểu rồi thì tự nhiên thương, không có cưỡng được. Vậy thì chúng ta phải nghe nói về lá gan của chúng ta, phải học về lá gan của chúng ta, phải tiếp xúc với lá gan của chúng ta để biết rằng lá gan của chúng ta nó đang ở vào trong tình trạng nào, nó có những cái phần sự gì trong mỗi ngày, và nó đang gặp những khó khăn nào, nó cần cái gì, nó cần chúng ta giúp cái gì. Thì sau khi mà biết được những điều đó rồi thì chúng ta mới sắp đặt đời sống hàng ngày của chúng ta theo một cái phương thức để làm cho cái nỗi khổ niềm đau của lá gan của chúng ta nó vơi nhẹ, rồi mới có thể làm được cái vấn đề trị liệu. Chúng ta phải uống nước gì, chúng ta phải uống bao nhiêu nước trong một ngày, chúng ta phải cự ăn những chất gì, tất cả những điều đó đều là sự thực tập của thương yêu cả. Nếu mà anh không có thương lá gan của anh được thì tôi nghĩ rằng anh thương tôi cũng không được nữa. Nên là nếu trong cái thân của chúng ta mà nó có những cái bất thường thì chúng ta biết rằng theo cái nguyên tắc tứ diệu đế, nó có những cái nguyên do gần và xa đưa tới cái sự bất thường đó, và chúng ta phải tìm cho ra được. Và cách thức chúng ta sống đời sống hàng ngày, chúng ta làm việc, chúng ta lo lắng, chúng ta không có thể dừng lại được để được thoải mái. Những cái đó là những cái nguyên do không nhiều thì ít đã đem lại những cái khó khăn, những cái niềm đau của chúng ta. Sống trong thế giới hiện tại, người nào ít nhiều cũng bị cái áp lực của xã hội, áp lực của hoàn cảnh, cũng bị stress, cũng bị sự căng thẳng. Căng thẳng trong thân và căng thẳng trong tâm. Sự căng thẳng trong thân và trong tâm nó tạo ra những cái biến chứng ở trong cơ thể. Mà cái phương thuốc hay nhất, cần thiết nhất mà chúng ta phải áp dụng ngay từ bây giờ là học để dừng lại. Stopping, cái đó gọi là chỉ. Stop, stop, đó là cái lời gọi của Bụt. Dừng lại. Lời gọi đó nói cho Angulimala nhưng mà cũng nói cho tất cả chúng ta. Bây giờ quý vị tắt đèn và nằm xuống, đầu hướng về hướng phía mặt phía bàn Phật, để thầy sẽ dạy cho phương pháp buông thư. Không có nên gối. Nếu muốn kê đầu thì kê một cái rất mỏng, đừng có kê cao. Hai chân để thẳng song song, hai tay để thẳng song song xuôi theo. Bắt đầu thở.
quý vị bắt đầu thở và có ý thức về cái sự lên xuống phòng xẹp của cái bụng mình. Thở vào, bụng phình lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Chú ý tới cái đó. Tôi đang thở vào và biết bụng tôi phình lên, phồng lên. Tôi đang thở ra và biết bụng tôi xẹp xuống. Phồng, xẹp, phồng này, xẹp này. Phòng xẹp này. Bây giờ thế giới nó chỉ thu gọn lại trong cái bụng của mình thôi. Bụng mình phồng lên, mình biết nó phồng lên. Và bụng mình xẹp xuống, biết là nó xẹp xuống. Tôi đang thở vào và thấy bụng tôi phồng lên. Tôi đang thở ra và thấy bụng tôi xẹp xuống. Phồng, xẹp. Tôi đang thở vào và mỉm cười với cái bụng của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với cái bụng của tôi. Thở vào, tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ.
Mẹ. Nhà. Khỏe quá. Nhẹ quá. Đem sự chú ý về miệng, thở vào, môi tôi là một đóa hoa, thở ra tôi mỉm miệng cười, thở vào đóa hoa, thở ra mỉm cười, cười thiệt á, cười ngoài miệng chứ không phải là cười trong tâm không. Thở vào đóa hoa, thở ra mỉm cười. Xin đại chúng để ý tới nắm tay phải. Thở vào, tôi để ý tới nắm bàn tay phải. Thở ra, tôi cười với bàn tay phải. Xin đại chúng nghe đây, bây giờ chúng ta thực tập buông thư cánh tay phải. Bắt đầu, chúng ta sẽ thở vào và chúng ta nắm cái bàn tay phải cho thật chặt và gồng tất cả cái cánh tay phải từ trên vai cho đến nắm tay. Đó là, quý vị khoan làm đã, đó là gồng cánh tay phải từ trên bả vai cho tới xuống nắm tay, là cái việc mình sẽ làm trong hơi thở vào. Và khi mà mình gồng xong rồi á, mình thở hết hơi thở vào rồi thì bắt đầu thở ra và mình buông nhẹ nhẹ từ từ ra. Và mình chỉ làm một lần thôi. Thở vào, nắm tay lại, gồng lên. Thở ra, buông thư nhẹ nhàng. Buông hết. Buông hết. Bàn tay của quý vị bây giờ nó giống như là một cây bèo, nó nổi trên mặt nước. Buông thư hết. Nước nó chảy, nó đưa bèo đi đâu thì đi. Bàn tay bây giờ là một cây bèo, hoàn toàn phó thác cho nước. Tất cả những bắp thịt nhỏ ở trong từng ngón tay đều buông thư hết. Tất cả những bắp thịt trong cánh tay đều buông thư hết. Tất
Tôi đang thở vào và buông thư hết những bắp thịt trong cánh tay tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với tất cả các bắp thịt trong cánh tay tôi. Bây giờ toàn thể cánh tay phải của quý vị nó giống như một dải lụa nổi trên mặt nước rất là nhẹ nhàng. Trên vai cái bắp thịt đó nó thư giãn rồi, quý vị buông ra, buông ra, không có cần làm gì hết. Thở vào, tôi buông thả tất cả các bắp thịt. Thở ra, tôi mỉm cười với toàn thể cánh tay phải của tôi. Thực tập như vậy trong 2 phút. Buông thả hết. Hoàn toàn không có chống cự. Thở vào, buông thả. Thở ra, mỉm cười. Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý sang cánh tay trái. Thở vào, chúng ta nắm bàn tay lại, gồng lên. Thở ra, chúng ta buông thả nhẹ nhàng bằng những cười. Thở vào, buông thả. Thở ra, mỉm cười. Các bắp thịt trên cánh tay ơi, các người hãy nghỉ ngơi đi, khỏi phải làm gì hết. Cánh tay trái của quý vị bây giờ nó giống như là một cái tấm lụa nổi trên mặt nước rất là nhẹ nhàng, muốn trôi đi đâu thì trôi, không có giữ làm gì.
buông thư những bắp thịt ở trên vai, không còn mỏi nữa, không còn lo lắng nữa. Những bắp thịt trong cánh tay buông thư hết, những bắp thịt nhỏ trong các ngón tay buông thư hết. Hai cánh tay của quý vị buông thõng, hoàn toàn không có chống cự, muốn trôi đi đâu thì trôi. Thở vào, buông thả. Thở ra, mỉm cười. Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý sang chân phải của chúng ta. Thở vào, chúng ta quặp những ngón chân của chân mặt lại và chúng ta làm cho nó cứng như là khúc gỗ, toàn cả cái bắp chân. Thở ra, chúng ta buông thư hết, nhẹ nhàng và mỉm cười. Thở vào, buông thả. Thở ra, mỉm cười. Những bắp thịt trong bắp chuối của tôi nó buông thư ra hết rồi. Những bắp thịt trong bàn chân, trong các ngón chân nó buông thư hết. Bắp chân của tôi bây giờ nhẹ, nhẹ như một cánh bèo ở trên nước, muốn trôi đi đâu thì trôi, hoàn toàn không có chống cự. Toàn thấy bắp chân của tôi nó nhẹ như bông gòn nổi trên mặt nước. Thở vào, tôi buông thả nó. Thở ra, tôi mỉm cười với nó. Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý của chúng ta sang bắp chân trái. Thở vào, chúng ta quặp những ngón chân lại và làm cho nó cứng, toàn thể cái bắp chân. Thở ra, chúng ta buông thả từ từ và mỉm cười.
thở vào, buông thả, thở ra, mỉm cười. Thương quá đi. Những bắp thịt ở dưới mông, những bắp thịt ở trong bắp chân, trong bắp chuối đều đã buông thả. Buông thả. Những bắp thịt trong bàn chân, những bắp thịt trong từng ngón chân buông thả. Bắp chân của tôi như một cành hoa nổi trên mặt nước. Nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Tôi đi theo nó. Toàn thân của tôi nhẹ như là nổi trên mặt nước. Toàn thân của tôi nhẹ như là một đám mây nổi trên hư không. Thở vào nhẹ nhàng, thở ra mỉm cười. Tôi trở về chú ý tới mặt tôi. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Miệng tôi là một đóa hoa. Có hàng trăm bắp thịt trên mặt tôi. Mỗi khi tôi mỉm cười là hàng trăm bắp thịt thư giãn và cũng mỉm cười. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Cái đầu tôi như gối trên một đợt sóng. Đầu tôi thoải mái. Cái đầu tôi đã mát mẻ. Đầu tôi không cần lo lắng. Tôi đang trôi trên mặt nước. Mát lạnh. Tôi đang mỉm cười. Phía trên là trời xanh mây trắng. Tôi đang hoàn toàn ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Tôi không cần làm gì hết. Tôi không có dự án nào hết. Tôi an trú trong hiện tại. Tôi mỉm cười. Mười năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi lều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân. Hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm,
20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đỏ. Gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca, ngày ra đi em dặn, nếu ngày về thấy khung trời đổ nát, thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Tôi đã về. Có tiếng hát ca, bàn tay trên líp cửa, hỏi rằng, có tôi hôm nay, tôi giúp được gì? Gió thì thầm, em nên hát ca, bởi vì hiện hữu nhiệm màu. Hay là đóa hoa, hay là nụ cười, hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch? Hãy thôi là nguồn khổ đau cho nhau, tôi tìm em. Như cơn giông tố loạn cuồng, rừng sâu đen tối, những cành cây sờ soạng, đời ánh chấp lè ngắn ngủi, thấy cần được hiện hữu bên nhau, tìm nhau. Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu, hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiễm màu. Tôi ở đây, chúng ta không cần khởi hành. Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ, xin đừng ai xâm phạm. Tôi vẫn còn hát ca. Đầu còn gối trên thánh kinh, sáng nay tôi nghe xôn xao trong nắng mai, vũ trụ đang được những con ong vàng siêng năng bắt đầu khởi công tạo dựng. Công trình xây dựng ngàn đời, nhưng công trình em ơi đã được ngàn đời hoàn tất. Bánh xe màu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới. Nắm lấy tay tôi, em sẽ thấy chúng ta đã từng có mặt từ ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm màu. Tóc mẹ tôi còn xanh và dài chấm gót. Áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu. Nắng sớm mùa thu, tôi ở đây, chính thực là vườn xưa. Những cây ổi trái chín thơm, những lá vàng khô thắm, ruộng đẹp còn chạy chơi la cà trên sân gạch. Tiếng hát vẳng bên sông, những gánh rơm thơm vàng óng ả trăng lên quây quần ngoài ngõ, vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua. Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà. Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ. Chúng mình còn đây, hôm nay và ngày mai nữa, đến đây khi khác. Chúng ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong. Ai nói cho em nghe rằng Thượng Đế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng người? Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp, khổ đau vì không tự biết là lạ, là hoang. Em hát ca đi. Bông cúc cười theo em bên hàng dậu. Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát. Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình. Hãy để cho chúng tôi hát ca. Hãy để cho chúng tôi là những đóa hoa. Chúng tôi đang ở trong cuộc đời. Mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy. Bàn tay cũng là hoa, đừng biến bàn tay em tôi thành giấy chằng, thành
răng cưa thành móc sắt, hiện hữu không kêu gọi tình thương, hiện hữu không cần ai phải thương ai, nhưng em phải là em, là đóa hoa, là bình minh hát ca, không đắn đo suy tính. Xin thêm vào đây một tân ước nữa của tất cả chúng ta, và xin hãy nghe lời tôi như nghe suối reo, như nhìn trăng sáng. Em về, đưa mẹ về cho tôi thăm, cho tôi hát em nghe, để tóc em sẽ dài xanh như tóc mẹ. Xin đại chúng để ý tới cái bụng của mình, thở vào bụng phồng, thở ra bụng xẹp, mỉm cười với cái bụng. Quý vị có thể mở mắt, mỉm cười và ngồi dậy. Cái này là Hồng gọi là thiền nằm. Sư cô chân không hướng dẫn thiền nằm còn hay hơn nhiều. Và tất cả mọi người lại tại Lăng Hồng là phải học thực tập thiền nằm và hướng dẫn thiền nằm cho người khác, cho họ rất nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta thương chúng ta, thì mỗi ngày chúng ta cho chúng ta một thiền nằm. Nếu không có thiền nằm dài, thì ít nhất phải có một mini thiền nằm. Khi mà chúng ta lên giường ngủ đó, thì chúng ta nên thực tập thiền nằm như thế này cho đến tới khi chúng ta ngủ. Và buổi sáng khi thức dậy, thì chúng ta có thể làm cái phương pháp này được chừng vài ba phút trước khi chúng ta bước xuống. Và các vị nào mà có những cái vùng đau nhất ở trong cơ thể, cái gan của mình, cái ruột của mình, trái tim của mình, hay là bắp chân của mình, hay là cái cổ của mình, thì trong khi thở vào thở ra vào khúc chót á, thì nên gửi cái nụ cười tới cái vùng đau nhất đó. Mình có thể tạo năng lượng của chánh niệm dồn vào trong bàn tay và lấy bàn tay áp vào cái chỗ mình đau nhất. Cố nhiên chánh niệm không cần phải bàn tay, nhưng mà bàn tay góp thêm một phần chánh niệm. Mình đặt lên cái bộ phận của cơ thể mà nó có cái sự đau nhất đó, và mình thở, thở vào, tôi biết ngươi có mặt đó, thở ra, tôi đang mỉm cười với ngươi, tại vì cái niềm đau của mình chính là mình, chính là em mình, chính là con mình, chính là chị mình. Mình không có săn sóc cho nên nó mới sanh ra như vậy. Và rất nhiều nhà trị liệu đã nói rằng khi mà mình để ý tới cái vùng đau nhất của mình và mình mỉm cười với nó, thì cái sự chữa trị nó lành mau hơn gấp 2, gấp 3 lần. Thuốc men, trị liệu nó cần. Nhưng mà nếu mà mình thực tập chánh niệm mà tỏ cái lòng ưu ái, mà tiếp xúc với nó, thì nó lành rất là mau. Điều này quý vị phải nhớ thực tập.